Đây, người yêu Thuận đây. Trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng đầu tiên của các nội dung đối kháng giải vô địch võ cổ truyền thành phố toàn quốc, và trong mắt chúng ta đang là Bùi Đức Anh, một trong những võ sĩ tốt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Đức Anh sẽ thi đấu. Mời vận động viên và huấn luyện viên thi đấu các bài học hôm nay. Một trong những thành viên của đội tuyển quốc gia. Mời xe đài của hai võ sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh!
Thôi là. Trọng tài là trọng tướng Nam, trọng tài là Nguyễn Thị Cử, cầu giáo viên số 1 Quán Thọ, số 2 Hoàng Đức, số 3 Hoàng Gia, số 4 Hoàng Khách, số 5 Hoàng Cầu. Đây, người yêu Thuận đây. Trọng tài người yêu vừa vỗ tay đấy, cái đùa. Kết thúc 15 giây.